Ba thanh niên gốc Việt ở Mỹ vừa bị tuyên án tù chung thần. Một người đàn ông bị cáo buộc đánh chết con gái mình bằng gậy bóng chày ở Mỹ. Bánh mì của Việt Nam mình được thêm vào từ điển nổi tiếng của Mỹ. California đang kiện ông Trùm Amazon cáo buộc công ty này vi phạm luật chống độc quyền. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2022. Ba thanh niên gốc Việt ở Mỹ là thành viên trong băng đảng khét tiếng buôn bán ma túy lớn nhất ở West Virginia, Redlist Tiger, vừa bị tuyên án tù trung thần liên quan đến vụ sát hại nhân chứng 21 tuổi. Nhà chức trách đã truy tố ít nhất 20 thành viên của Redlist Tiger về tội danh buôn bán ma túy, bắt cóc, rửa tiền và những tội danh khác. Một số nhận tội còn một số dính tới những vụ án khác đang diễn ra. Công tố viên liên bang cho biết. RedList Tiger đứng đằng sau hai vụ xác nhận một vụ chưa được phá án và một vụ sát hại Brandon White vào năm 2019. Ba thành viên bị tuyên án đều ở độ tuổi trên 20, Peter Lee ở Đân Virginia, Joseph Lambon ở California và John Yu ở Centreville, Virginia. Nạn nhân Brandon White, 21 tuổi ở Falls Church, nợ John Yu tiền cần xa và đã đụng độ với một thành viên khác trong băng này. David Nguyễn vào tháng 8 năm 2018, lúc đó Nguyễn tìm cách thu nợ nhưng do chưa lấy đủ tiền nên đã đánh đập tàn bạo Brandon White. Công tố viên cho biết, sau vụ đánh đập, luật sư đại diện của Nguyễn đã đề nghị đưa cho Brandon White 10.000 đô la để đổi lại sự im lặng, nhưng Brandon White từ chối và cuối cùng đã khai Nguyễn đã hành hung mình. Vào tối ngày 31 tháng 12 năm 2019, Peter Lê lên kế hoạch cùng Lambon và John Yu giết Brandon White trong khu rừng gần Richmond. Luật sư biện hộ cho Peter Lê và John Yu lập luận rằng những gì thân chủ họ làm một phần là do tuổi trẻ nông nổi, bản án chung thân là hình phạt quá tàn nhẫn. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Cảnh sát Missouri đã bắt giữ người đàn ông với cáo buộc đánh chết con gái 6 tuổi của mình bằng gậy bóng chày vào sáng ngày 2 tháng 9 năm 2022, cảnh sát nhận được cuộc gọi đến ngôi nhà trên đại lộ Mitchell. Tại đây, người đàn ông tên Dustin Bichner dẫn họ lên mái nhà và chỉ cho họ nơi đặt thi thể cô con gái có tên là Jocelyn Marie Bichner, 6 tuổi. Ông Bichner lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Các nhà chức trách cho rằng nạn nhân đã bị đánh nhiều lần bằng gậy bóng chày và chết do chấn thương nặng ở đầu. Ông Dustin Bichner, 37 tuổi, bị cáo buộc tội danh lạm dụng trẻ em dẫn đến tử vong. Ông không có luật sư bào chữa. Trong phiên xét xử vào hôm ngày 7 tháng 9 năm 2022, thẩm phán đã ra lệnh giam giữ ông Bichner mà không cho bảo lãnh. Ông Bichner có hai tiền án về tội hành hung và đang bị quản chế bởi vì một tội trong số này. Cô con gái Jocelyn Murray sẽ bước sang tuổi thứ bảy vào ngày 15 tháng 9. Theo cáo phó, nạn nhân là cô bé ngọt ngào thông minh, lanh lợi vui vẻ và hòa đồng với bạn bè. Và vụ việc này vẫn còn đang tiếp tục được điều tra. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Trong vô vàng món ăn như hamburger hay sandwich, có lẽ chẳng có nơi nào có món bánh mì như Việt Nam. Bánh mì khác biệt vì chiếc bánh giòn rụm, rỗng ruột và xốp. Bên trong là rất nhiều nhân như thịt, trứng và rau. Những chiếc bánh mì Việt Nam từ trong nước đã dần nổi tiếng ra khắp thế giới. Và từ bánh mì vừa chính thức xuất hiện trong từ điển Merriam-Webster nổi tiếng của Mỹ, bên cạnh chính từ khác liên quan đến lĩnh vực ẩm thực. Merriam-Webster quyết định thêm các từ mới, khi những từ này được nhiều người sử dụng và trong thời gian dài. Đây là lý do bánh mì chính thức được bổ sung vào từ điển. Theo định nghĩa của từ điển này, bánh mì là loại sandwich thường có vị cay trong ẩm thực Việt Nam. Nó được tách ra và có nhân kẹp bên trong, thường là thịt heo, thịt gà và các loại rau muối, dưa leo và ngò. Đại diện Miriam Webster cho biết, chúng tôi có 3 tiêu chí để thêm một từ mới vào từ điển, đó là được sử dụng thường xuyên, được sử dụng rộng rãi và có ý nghĩa trước, bánh mì là phở cũng đã chính thức xuất hiện trong từ điển merriam Webster vào năm 2014. Trước đó nữa là vào năm 2011, bánh mì từng được thêm vào từ điển Oxford với miêu tả là một món ăn nhẹ, bên trong kẹp một hoặc nhiều loại thịt cùng với rau củ như cà rốt, dưa leo và kèm với gia vị như ớt, hạt tiêu. Hiện nay, trong số 3 từ tiếng Việt được ghi vào cuốn từ điển Oxford đã có hai từ là tên các món ăn, phở và bánh mì, từ còn lại là áo dài. Chuyển sang thông tin tiếp theo, California đăng kiện Amazon cáo buộc công ty này vi phạm luật chống độc quyền của tiểu bang bằng cách hạn chế cạnh tranh và tham gia vào các hoạt động thúc đẩy người bán duy trì giá cao hơn trên các sản phẩm trên các trang web khác. Đơn kiện dài 84 trang được đệ trình vào hôm thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2022, tại Tòa án Thượng thẩm San Francisco, phản ánh một đơn khiếu nại khác được nộp vào năm ngoái bởi quận Columbia, đã bị một thẩm phán quận bác bỏ vào đầu năm nay và hiện đang trải qua quy trình kháng cáo. Nhưng các quan chức ở California tin rằng họ sẽ không gặp phải số phận tương tự một phần là do thông tin thu thập được trong cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm, liên quan đến trác đòi hầu tòa và các cuộc phỏng vấn với người bán. Đối thủ cạnh tranh của Amazon cũng như các nhân viên hiện tại và cũ của công ty. Trong đơn kiện, văn phòng tổng trưởng lý California Rob Bonta cho biết, Amazon đã sử dụng các điều khoản hợp đồng để ngăn cấm người bán một cách hiệu quả. Việc đưa ra mức giá thấp hơn cho các sản phẩm trên các trang không phải của Amazon kể cả trên trang web của chính người bán. Điều đó làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh của các nhà bán lẻ khác. Đơn kiện quy định những người bán không tuân thủ chính sách có thể bị tước sản phẩm khỏi danh sách nổi bật trên Amazon và đối mặt với các biện pháp trừng phạt khác, chẳng hạn như đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản. Nó cáo buộc chính sách của Amazon về cơ bản buộc các thương gia phải niêm yết giá cao hơn trên các trang web khác giúp gã khổng lồ bán lẻ duy trì sự thống trị thương mại điện tử của mình. Trong số những điều khác, vụ kiện ở California nhằm ngăn chặn Amazon ký hợp đồng với người bán, gây tổn hại đến cạnh tranh về giá. Nó cũng tìm kiếm một lệnh tòa để buộc Amazon phải bồi thường thiệt hại cho nhà nước vì giá đã tăng. Các quan chức nhà nước không cho biết họ đang tìm kiếm bao nhiêu tiền. Theo công ty nghiên cứu Insider Intelligence, Amazon có trụ sở tại Seattle kiểm soát khoảng 38% doanh số bán hàng trực tuyến ở Mỹ, nhiều hơn cả Walmart, eBay, Apple, Best Buy và Target cộng lại. Khoảng 2 triệu người bán niêm yết sản phẩm của họ trên thị trường bên thứ ba của Amazon, chiếm 58% doanh số bán lẻ của công ty. Ông Bonta nói trong một tuyên bố rằng, Amazon ép buộc các thương gia vào các thỏa thuận giữ giá cao một cách giả tạo, và biết rõ rằng họ không thể từ chối. Trước đây, Amazon đã từng nói rằng người bán tự đặt giá trên nền tảng này. Họ cũng cho biết họ có quyền tránh các sản phẩm làm nổi bật, không có giá cạnh tranh. Bất chấp sự biện hộ đó, sức mạnh thị trường của Amazon vẫn là đối tượng bị giám sát từ các nhà lập pháp và các nhóm vận động kêu gọi các quy định chống độc quyền chặt chẽ hơn. Đầu năm nay, các nhà lập pháp quốc hội đã thúc giục Bộ Tư pháp điều tra xem Công ty có thu thập dữ liệu về người bán để phát triển các sản phẩm cạnh tranh và cung cấp chúng nổi bật hơn trên trang web của họ hay không? Các nhà phê bình cũng chỉ trích mức phí ngày càng tăng đối với người bán, điều này khiến các thương gia khó thâm nhập thị trường hơn. Các nhà lập pháp trên đồi Capitol đã thúc đẩy luật lưỡng đảng nhằm hạn chế Amazon và các công ty Big Tech khác, bao gồm Apple, Meta và Google ưu tiên các sản phẩm và dịch vụ của chính họ hơn các đối thủ. Dự luật đã xóa sổ các ủy ban chủ chốt nhưng đã bị Quốc hội trì hoãn trong nhiều tháng trong bối cảnh các công ty phản đối dữ dội. Trong khi đó, các nhà quản lý cũng đang xem xét các hoạt động kinh doanh và giao dịch của Amazon. Vào tháng 7, công ty đã nhượng bộ giải quyết hai cuộc điều tra chống độc quyền ở Liên minh châu Âu, bao gồm lời hứa áp dụng đối xử bình đẳng với tất cả người bán khi xếp hàng các sản phẩm chào bán trên hộp mua của trang web, một điểm đáng thèm muốn giúp người mua hàng hiển thị nhiều hơn. Tại Mỹ, Ủy ban Thương mại Liên bang đang điều tra việc Amazon mua lại tổ chức sức khỏe ban đầu One Medical trị giá 3.9 tỷ đô la cũng như các hoạt động đăng ký và hủy bỏ của Amazon Prime, dịch vụ đăng ký trả phí của công ty cung cấp các giao dịch và vận chuyển nhanh hơn và quý vị ơi video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới